Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, hình ảnh về việc có 3 nam thanh niên đi trên 2 xe máy mang theo hung khí, nghênh ngang di chuyển trên đường, chém vào xe người đi đường, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà nhanh chóng phối hợp với công an phường Mân Thái điều tra làm rõ 3 nam thanh niên trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với một tài khoản tên là Nguyễn Huy, Nguyễn Trọng Duy, 16 tuổi, đã hẹn Huy đến chân cầu Rồng để đánh nhau. Duy mang theo một cây dao cán dài và gọi theo Huỳnh Văn Nhớ, 17 tuổi, và Trần Thuần Huy, 14 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, đi đến địa điểm đã hẹn để đánh nhau. Cả ba đi trên 2 xe máy, vì không gặp được đối thủ tại chân cầu Rồng, nên cả ba đã mang hung khí điều khiển xe qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Sơn Trà và Hải Châu để tìm đánh Huy. Khi đi đến trước trường Trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Nại Hiên Đông thì gặp một thanh niên điều khiển xe Sirius màu đen. Vì lý do nhìn thấy ghét nên cả ba đã đuổi theo. Duy dùng dao chém vào phần sau xe làm rơi biển số xe của thanh niên trên. Khoảng 12 giờ cùng ngày, cả ba đi về khu vực dưới chân cầu Thượng Phước, sau đó tháo hung khí và giải tán. Hiện đội cảnh sát hình sự đang phối hợp với công an phường Mân Thái quận Sơn Trà tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.